Xin chào mọi người, hôm nay thì mình xin giới thiệu về cây sâm đất mà mình đã trồng. Cây sâm đất thì nó mọc rất nhiều ở nơi hoang dã, nhưng mà tính năng của nó thì rất tốt và nó mọc phổ biến ở rất nhiều nơi. Và mình đã xin được một số hạt giống trong cái rất giống cây mồng tơi, một số nơi gọi là sâm thổ cao linh, sâm mồng tơi, đông dương sâm, sâm thảo, dại nhân sâm. Tính năng của nó thì bồi bổ cơ thể, giảm mệt mỏi, điều trị ho và tác dụng thanh nhiệt giải độc, mát gan. Mình cũng sưu tầm được một số bài thuốc trên mạng chữa theo đông y, nhưng mà mình chưa sử dụng, là chủ yếu dùng cái lá nó để nấu canh và đang đợi khi mà củ nó ra thì nó thử ngâm rượu. Đây, mình thử đổ một cây. Đấy, cái củ trong đất giống củ sâm. Cái cây này thì mình mới trồng được khoảng 4 tháng. Mùi thơm giống nhân sâm của Hàn Quốc. À, mình sẽ đi rửa. Rửa sạch thì trông nó như thế nào? Đấy, các bạn nhìn nó cũng dễ, nó cũng ban đầu nó phình giống cái củ. Sau này thì mình sẽ cắt cái phần củ phơi khô, phần lá sẽ nấu canh. Hoa sâm đất này nó giống như là cái hoa cải đấy. Mình lại trồng lại. Hiện tại mình trồng 3 chậu và nó cũng được khoảng tầm 6 cây. Cây này nó phát triển rất là nhanh, giống như họ mồng tơi ấy. Mình cắt đi, ăn một tuần sau nó lại mọc trở lại. Xung quanh cái chậu này thì vẫn trồng được rau má, vì bản chất nó là cái cây, nó là cây hoang dại, nó không có sâu không bệnh gì, nó rất đẹp, nó xanh rất luôn. Đặc biệt là không bao giờ cần phải sử dụng thuốc, mình vừa ăn như một loại rau nấu canh như là mồng tơi đấy, và nó rất dễ trồng, hoa nó rất đẹp. Thế đây là hạt nó nhỏ tròn, và mình cứ để thật hiệu đợt khô đi, tầm tháng 10 ấy, nó sẽ khô, cắt xong nó phơi một hai nắng là khi nó khô là mình có thể gieo được, bảo quản gieo tốt. Đây, mình thử gieo một hạt nhé. Trước đây cũng chỉ gieo như này nó lên. Cây này nó mọc lan rất nhanh, hạt nó văng ra các chậu khác là nó sẽ mọc. Đây, những cây con